À, hai anh em xin chào cả nhà đồng nhá. À, được sự lời mời của bạn đồng rồi á, thì ở năm ngoái á, năm ngoái có lên trại của mấy anh em chơi với lại anh Lượng nữa, nên là chơi trong dịp Noel, thì đúng một năm, hơn một năm luôn, mấy anh em mới có dịp mà xuống lại nhà anh chơi. Thì nhà ảnh là chỗ thôn Phú Mỹ á, xã Xuân Phương, thì xã Sông Cầu. Hiện tại thì mấy anh em đi còn khoảng 15 phút nữa là tới. Đây quốc lộ 1A phải không thầy? À, từ nhà mình xuống tới bạn đồng rồi thì tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ đi chậm á. Hiện tại mấy anh em đang đứng ở cái chùa Long Quang. Bây giờ hai anh em tiếp tục quãng đường còn lại nha. Đây anh thầy đây. Let's go. Về nhà anh Lượng ở đâu? Nhà anh Lượng ở đâu? Xe dưới nữa hả? Anh đi đâu vậy? Đi làm con tôm không? Mới làm hả? Chú vô thành dạng như thành tôm hơn đầu đen. Có cửa chứ? Cuối cuộc mình em cũng tao nó rồi nhau. Anh ra ngã ba kìa, anh đón á, mấy anh em chạy vô. Có bốn triệu mấy á, tính tiền công tầm giá 4.6-4.7. Rồi cái con tôm nó tui ra lỗ đấy sao mày? Tôm tầm to mà hả? Lớn khoảng cỡ dày ngón chân. À, nó có càng sao chung vô được? Nuôi tên lòng ủ khoảng 3 tháng rưỡi, nó 4 tháng rồi mình. Ở nhà này nhà mày đâu? Nha nha. Ngày mới là bắt đầu. Em cũng gửi lời chúc sức khỏe gửi đến cô dì chú bác và anh chị em, bạn bè gần xa. Chúc nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Chúc tất cả bà con thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui nha. Dễ nha. Dễ chịu. Rồi vô nha. Đi luôn không? Được, lâu quá lâu không? Hơn năm luôn mà. Bây giờ mấy anh em sẽ di chuyển ra bề của bạn Rồi này, ở giữa biển này. Cái đây là cái vịnh bạn Rồi. À, khu này là khu vịnh. Nói chung là núi rồi, xung quanh là nó bao hết. Sư Đài. Sư Đài hơn. Cái đèn lát nữa ra mình lấy cái đồ dùng ở trong cái thùng này. Đúng không? Đồ dùng rồi. Năm người đi đổ không? vừa đúng không, vừa đủ à, hay ra ông giờ chưa ngồi lên chỗ này á, bơ dậy hơn hay ta ở ngồi đầu ông với cụi ở đó đâu cái ngày mai uống nữa đỡ uống nhiều cho vậy là mình chuyển qua bên thiên hơn giờ phút nha, giờ phút luôn. Lên bia. Từ nha, từ anh thấy đừng đứng lên nó ấy. Let's go.
Rồi, tới nơi rồi. Hiện tại thì tới bể của bạn Rồi rồi. Bây giờ Rồi chắc lấy là cho lấy mồi xuống cho tôm đấy anh. Ngoài biển này thì gió hơi ồn, anh em thông cảm nha. Từ nhà bạn Rồi chạy ra ngay bể này tầm khoảng 10 phút. Tấp liều lấy trưởng trên biển này. Gió cái này là cái ống thở rồi nha, ống oxy á, thì lặn xuống thì sẽ kéo ống này xuống, mình có cái oxy để mình thở. Còn lúc nãy mới vào thì mình tưởng nó sợ dây điện. Cái này là cái hầu sữa, con hầu sữa này mình giả ra mình chờ tôm rồi chờ cá rồi này anh. Cái con này là từ nó sinh sản với anh à, mình nuôi hơn à, mình cấy ra à, nuôi đây đúng không à, có nghĩa là cột mình nuôi ra mình cột đây từ nó sinh sản ra đẹp lắm à. Cái chùm này là cái vỏ cũng hầu lớn á, bắt đầu là mình nuôi ra thì mình sẽ cấy trứng vào cái vỏ nó này nè. Đó. Xong cái mình treo xuống đây là từ nó sinh sản, từ nó ăn mấy con sinh vật ở biển này là lớn nha. Chứ mình không cho nó ăn hết á. Mình lông lá không trời. Ờ lông lá không có rồ lông nó chét. Hầu lớn là một nắp nhỏ nha, bây giờ nó bự lên nè. Hầu đây là 3 tháng hơn 3 tháng rồi nè. Cứ một lát vậy là mình cột được một cục vậy nè, chừng nó ra bự vậy nè. Mấy cái ống cào cào, ống nhựa này là dùng đỡ cho tôm anh. Anh vừa mới lặn xuống quay cái mú á. Anh em mới di chuyển qua cái bịt tôm. Bây giờ chắc nhờ anh của anh rỡ của Rồi lặn xuống quay tôm nha. Tôm hùm. Ok. Nhìn xuống bên thằng nha, thấy á. Bắt quay rồi. Rồi. Thank you.
Cái mú này tầm 2 kg, anh vừa mới bắt lên. Đúng rồi, miền núi xuống thì không biết cá chở đâu. Chiều ạ. Con này giờ anh em sẽ nấu phần chua. Lượng chuẩn bị cho nấu, cho nấu. Thợ bếp ở dưới biển nấu nấu cơm, nấu canh chua, cá mú. Thợ bếp dưới biển. Lên luôn em có thợ bếp rừng bếp lắm. Bếp đây hơn khó nói. Đây là thợ bếp rừng chua trải nghiệm dưới biển rồi nha. Nhiều cơm này, cơm nó chín vào được không? Chưa đâu. Vậy ra là hôm nay Mạnh có đi chung với hai anh em, bây giờ nó mắc đám cưới ấy, nên không đi được. Không có Mạnh nữa vui. Đầu trước Mạnh nó là danh á, cũng có ra ngon này với đồng rồi một kiếm rồi. Đứng biển này nhìn vô là thấy mùa nắng lên nó nhậu đi bay luôn. Có cái bẫy sa mạc ngoài biển. Wow, chân bốc luôn. Trên đầm tôn này có cái miếng năng lượng mặt trời, sạc bóng đèn, bóng điện, sạc pin đồ, wifi có wifi luôn, có wifi luôn, wow quá tuyệt vời. Đầu bếp lượng hôm nay cho mấy anh em sử dụng cái món gì? Canh chua cá mú. Canh chua cá mú thì gồm me này, lá lốt, đây là môn, môn ngọt, cà chua. Với lại mấy cái rau cần á, ở đây là rau ngổ, rau ngổ này, lá é chén nữa, ớt chim, giá. Rồi mới đi lên bè bắt thêm ít cá gì ta? Cái giò nhá hả? Cái giò giờ giờ là đãi cho mấy anh em. Rồi xuống biển xong rồi nhiệt tình quá, chú đáo nhiệt tình quá luôn. Để nướng, cái này để nướng. Cái gió nướng không? Cái đây bè con 1 ký. Bè con 1 ký. Có nhiều ông rồi đó. Giờ bạn rồi đi lấy thêm ít hầu sữa nữa. Hầu sữa và lại tôm. Mày dép luôn. Bạn dép luôn. Cái bê này là của đồn rồi. Còn cái bê lúc nãy nấu ăn nó uống là anh của đồn rồi. Còn cái bê mà ở dưới cái xa xa cái là anh vừa. Lối hay là hoài tới giờ cơm trưa luôn. Nhanh thật ngay. Trời ơi, con cá giò nó béo khiếp ấy. Mở thế ớt. Hôm nay hai anh em xuống biển đồng rồi cá đái hai anh em cái món cá mú nó chua này. Món thứ hai là cá giò nướng này. Món thứ ba là cái con hầu sữa. Món thứ tư là tôm hầm luộc, hầm xanh. Cho bá lửa luôn. Bá lửa, cho bá lửa. Cơm trưa mấy anh em chuẩn bị xong hết rồi nhá. Mấy anh em xin mời nha, dùng bữa luôn nhá. Cơm trưa nhá, nhậu luôn. Khui bia này. Ra bia luôn.
mời cả nhà, mời cả nhà hết nha. Mời anh em luôn, anh em trưa chứ mấy anh em đi luôn. Mời anh em luôn, hết luôn nha. Mời mấy anh em luôn. Anh em cũng mời luôn em. Mời cả mời. Rồi nói rồi mà anh em không tới rồi sao đúng không? Quá. Ah. Dạ. Mời cả nhà chung cung. Nào rồi anh coi bắt coi mày. Ok. Ê, bắt coi. Tự nhiên ơi. Đi vào luôn không? Đây là dừa, dừa nhậu dừa anh luôn. À dùng bữa mà. Dạ nó chưa đâu. Đây đây. Ngon ngon. Biếu. Mẹ nó cho bà tử luôn á. Đồ. Còn dưới ra. Bà tử còn làm đây. Đây rất là. Mọi nhà anh gan gan cả muốn á. Kịp ớt vô. Chấm mua ớt nè. Ủa xồ, thôi tự mua mẹ á. Đây đây bà tử rồi. To cao ngon hơn gan gan thịt rất ha ngon á. Đây là bà tử này, bà tử này vuốt đi bà tử hả? Bà tử đấy vuốt ra xong rồi cái bỏ muối lên cái ngon chứ cái ngon đây ai muốn biết anh cũng mở đây đồng rồi đồng rồi rồi mới gấp cho mình cái bao tử cá mú. Đợi mình quá, ngon không thích nè. Đây nè, cái biếu nè. Ừ. Sao ngon vô hả? Được hả? Ừ. Bà hả? Hợp lý không? Thôi, yêu qua, vô hợp lý, vô vô một cái. Được, vô ăn luôn. Lâu lâu thở nối xuống biển, anh đồ biển biển á, đúng ngon hơn. Thở nối là gặp thở lãnh, xương xương tinh gặp thấy tinh gì đâu, nhập vô cái quốc. Nhập vô quốc cái loại nước nước đỏ đỏ đấy, chắc gục quá. Anh gan này kho ngon lắm. Không, đem miếng cái giò nướng ấy, bơm thêm cái cân này. Gan này, gan hả? Cái béo ngon không? Gan cái mú. Bía. Rất là bìa luôn. Bìa là phá à. Cái đồ hải sản thì cái dinh dưỡng nó mát thôi, không được rồi. Đẹp mà kêu nó thấy nó khô. Ừ. Nó ngon nhưng mà nó cũng để nó khô. Đẹp nhiều. Mà nhà anh thịt cái mú á. Bìa bà. Ngọt không? Ai bì không? Ai bì. Ngon. Bây. Ồ, cái nướng này. Cái này cái gì buồn mắt của ta? Dò. Cái dò à? Ngon, ngon á, thì bà biết không? Biết. Mỡ ướng. Nướng mà thấy mỡ ướng à. Mỡ nó chảy trung trung nữa. Thơm hả? Để nguyên con nướng là ngon nhưng mà làm thế. Ừ. Nướng như bự vô, chấm muối vô. Nghe nữa. Đây là cái giò nướng. Cái giò nướng. Ngon. Thịt nó cũng chắc rồi chứ. Đúng không ạ? Tôi rối mà. Nói chung mà ăn cá tôi rối là ngon. Má bách lên thì... Má bách lên luôn. Cái này này má bách lên không à. Con dễ đặt nè. Thơm, thơm gơ thơm á. Làm chén cơm mà uống không được, say à. Nói chung là mình lâu lâu mình ăn hải sản là nó ngon. Nếu có ngày nào em biết ấy. Nói chung ngày nào em là thấy nó bình thường đúng không? Lớn á thì người ta nói một cái lẹ mình tại cái viên á. Nhanh nữa không? Đâu ấy. Rồng mình ăn gà biết cái gì vậy? Anh kế nhiệt tình như một con này anh. Mà nói chung hiện tại bên mình là có gồm có gì ta? Ở đầm này không? Ở ấy mình nuôi này mình nuôi là gồm có những cái hải sản gì? Cái giò nè, rồi cái dìa, cái mú. Rồi hàu, rồi tôm, như đó. Viêm nữa, có viêm xanh nữa. Viêm xanh có người nuôi nhưng em không nuôi. Mấy cái đồ này là mình gửi xe, gửi sống được không? Được chứ. Bình thường không? Đặc biệt là tôm ấy, tôm hùm ấy. Tôm gửi được, tôm ké được gửi được, mà từ ké là phải gửi đi đé. Ngâm đồng cấp đo quên bỏ vào thùng xốp, bỏ đé ngâm đi. Nói chung là tôm hùm là mình gửi là nó vẫn sống bình thường. Tôm mình phải mê được. Nói chung anh chị em cô chú nó mà thích hải sản ấy. Có liên hệ với anh Việt này. Đặc biệt cái dịp Tết này. Dịp gần Tết rồi, nói chung là thích hải sản thì cứ liên hệ. Liên hệ với anh Việt không? Số nói chung là mình sẽ đợi cái số điện thoại trên màn hình ạ. Anh Việt anh mọi người hai anh muốn anh liên hệ. Cái gì là liên hệ với ảnh sẽ tư vấn cho. Không ngon lắm. Còn đây. Còn vô. Bây giờ mà ngồi vô ăn rồi. Hết nè. Chưa.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đói cho tao một bữa anh đó. Đi làm 2 giờ về anh không vậy? Còn quay ngay, còn quay ngay. Cái miếng đó anh lượng. Cái lửa nhờ. Cái giò mũ, cái giò. Ê, này tưởng nó mát không em mở lại. Đây là miếng kem mú. Mấy cái món này mình em lần đầu tiên thưởng thức. Nói chung là nó ngon lắm. Không biết diễn tả sao luôn. Đây hàu nướng này. Đó, hàu nướng đấy. Ra hàu nướng rồi đấy. Úi sao ngon. Đây có mỡ hành nữa, viết lên được rồi, bị thiếu thốn chút. Được rồi, nắng. Dễ được rồi. Có thể vừa rồi. Chấm ớt rồi, ngon ngon. Dạ. Thôi hộp lấy bê trước đi. Châu cái bê vậy nó mới dân giả. Đúng rồi, à, tự nhiên rồi. Có gió có nắng luôn. Ờ, có gió có nắng. Có nắng có gió đấy. Có cái đó nó mới vui nữa nha. Đúng rồi, có cái đó nữa nó mới vui. Ý nhiều khi mấy cái chỗ quán xé mình nhậu rồi nó quen thuộc quét rồi, mấy cảnh đi mình nhậu nó hợp lý lắm chứ. Để tắt ra hơn. Chung mà anh tay chỗ này nó hấp dẫn. Ngon. Con đẻ một hầu thì con kia này cũng ngáp kìa. Con thì lâu năm không? Lâu nhất. Mời nước qua nước. Cái gì mà nhắc? Thật đỏ. Thân thứ cho chụm nổ mà. Nó ngày luôn. Đó, nó béo. Nó mà. Tôi mua lại nó khoan một cái lỗ nó sâu một chùm như vậy nãy á. Đồ vô nó ngâm đi đấy. Đúng. Thôi nó bám vô mấy đây nè. Bảo khúc đó. Không có khác gì hết. Nghe con dẹp nó khác gì hết luôn. Con dẹp nó mới giống. Ờ, con dẹp mới giống rồi hả? Tao ra 15 số cho trời kìa. Ờ, đẹp quá. Đẹp đâu? Hôm nay là con dẹp thôi nha. Cái vỏ nó đẹp vừa đẹp á. Xanh xanh hả? Xanh xanh đấy đẹp. Mẹ trên vỏ nó xem mà nó giống ơi sao vậy? Nó hơi giống giống chút. Nó hồng hồng như lỡ nó có. Ý mà giống cái gì nữa? Có cái chòm rau nè. Trời trời ơi, giống dữ trời. Đó bún rồi, cầm cỡ này nó đâu bún đâu mà. Giờ tới cái món tôm hùm xanh luộc. À, muốn mà không bị rớt càng thì mình cho cái nước đá vào. Một lát sau mình luộc, khỏi bị rớt càng. Tập ít mấy cái không bao nhiêu quý đứng rồi chứ không có lên cũng mấy cái ông mà ngày này ngày này tám lần món thứ tư là món cuối em này lẹo quá lẹo đây đỏ này chắc thịt gà wow. Ừ. Đó, con này này, khoai này chắc ngon. Ờ. Đúng không? Thịt ngon hơn. Tính nạc chắc cơ bắp này. Con này cũng ngon này. À, béo lấy muỗng cái lấy muỗng xúc cái gạch anh. Thì cái gạch này nó béo lắm. Ồ. Oh. Mời nha nha, mời tất cả mọi người. Mời nha. Cái con gì này nó đẹp quá kìa. Nó đỏ 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 đấy. Quả nó dai. Ngon hay không? Chủ nó bị lớn này mà nuôi bị lớn này lâu 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 chớ nuôi mấy tháng ta mười hai tháng đấy có gì không đúng một năm luôn không lúc mới ủ nó còn đi còn đây nè nhỏ hơn đầu đũa luôn hơn mà nó không có màu đâu nó trắng tinh luôn nha tháng xong rồi nó mới một tháng nó mới bằng đũa vậy à. Tháng nó bằng đũa thuốc á nói chung tháng bằng đũa thuốc hút mình á rồi dám lại vào trong đất liền này, chú ở biển này nó hơi lạnh. Ngoài này lạnh với lại gió. Dạ, lạnh gió đúng rồi, sao đi đúng đợt này nó gió nhiều hả? Mày là lượng anh thôi em dùng cái này. Anh dập vô ấy. Tụi em là tụi tôi là quen rồi. Cảm ơn mời thế này. Một đêm nhất, chiều đêm nhất. Bây giờ mấy anh em làm hết lâu nay rồi bắt đầu di chuyển vào đất liền nha. Đời nó xí đi vừa đâu. Và trọng làm tiếp. Tiếp tục. Hẹn nha, vô đất liền nha. Ok. Let's go. Chung là mấy anh em sớm giờ cũng có nhà nhau tên hai giờ ăn cơm anh em mình cơm rồi cho nó mình nghỉ ngơi luôn ngủ chung ngủ chung luôn không ừ. hai người đàn ông ngủ chung luôn lũ chào cô chú ngủ ngon con chào cô chú ngủ ngon chào cô chú ngủ ngon giơ tay lên chào cô chú ngủ ngon chào cô chú ngủ ngon nó buồn lắm
Cầm nước này mai nèm xong xuôi rồi. Giờ xong xuôi rồi, giờ làm nữa ta. Làm dở. Lâu quá giờ lâu dở là ngủ ngon nha, ngủ ngon hơn. Đâu chúc cả nhà ngủ ngon, nói chung là cũng khuya rồi, anh em ngủ mai anh em đi rừng nữa, anh em cả nhà có họp có tan, nói chung là với điều kiện là nói chung là anh em mình cũng xe rồi, nói chung mình uống thêm nó cũng quá mất để mà anh em giữ sức khỏe lên rừng nữa, khi chân quá anh em mình mai rừng tiếp tục vậy không à, bà mọi người à. Chúc cả nhà ngủ ngon nha, chúc cả nhà ngủ ngon nha, chúc cả nhà ngủ ngon ngủ thật là ngon nha. Vậy ơi đấy, giọng với mấy anh em đây à, tự nhiên rừng luôn, rừng cái giọng vậy ạ. Ừ, ngày hôm nay vậy á, ngày mai bắt đầu lên rừng chương trình mới. Chúc nhà ngủ thật ngon nha, ngày nha tiếp tục chương trình ngày mai nha. Thật đấy, đung đưa